Hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt Nam năm 2019 vừa chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình. Hội chợ do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được kỳ vọng là ngày hội mua sắm của người Việt Nam tin dùng hàng Việt Nam. Hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt năm nay quy tụ gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia với khoảng 300 gian hàng nhằm giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng thị trường. Đồng thời cũng là dịp để người tiêu dùng được lựa chọn, nhận diện, tư vấn, so sánh những sản phẩm chất lượng uy tín. Trong dịp này, công ty cổ phần kinh doanh thuê hải sản Sài Gòn APT cũng đã tham gia hội chợ và giới thiệu nhiều mặt hàng mới đến với người tiêu dùng. Đơn vị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi và dùng thử nhằm tạo không khí vui tươi cho người tiêu dùng khi đến tham quan mua sắm.